anh em, hôm nay là 21 tháng 11 năm 2019. Số Phú Thắng mình mới có về được một máy CD Bentley 50. Hàng đã xe kho nội địa Nhật về, tình trạng là nguyên zin. Đầu nồi chưa rớt, máy bao nổ bao im, bao không giọng hú. Tình trạng là sơn xi zin. Bao anh em hay thợ test. Giá cho một máy CD Bentley 50 ngày 21 tháng 11 này là giá là 5,8 triệu. Bao gồm cục máy, co xăng, bình xăng con và đắp cá. Ngoài ra không có gì thêm. Hàng có sẵn tại số Phú Thắng, anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại là 0933 996 332. Ở đây bây giờ mình sẽ quay chi tiết cận cảnh chi tiết cho anh em xem nha. Tất cả là sơn xi zin 100%, không dập tốt. Bao không giọng hú nha anh em, bao anh em thầy thợ test. Mình quay rất là kỹ và rõ và nói rất là rõ đầy đủ thông tin nên anh em vui lòng xem và nghe kỹ giúp giùm mình, đánh hỏi những cái câu hỏi mà mình đã trả lời chi tiết trong đây. Bao nổ bao im nha anh em. Ở đây mình bán đồ xưa giờ mình nói rất là rõ tình trạng chi tiết từ trong clip đến hình ảnh luôn. Anh em nào thực sự quan tâm thì cứ alo mình. Đúng máy CD Bentley 50 đầu 22, hàng đã xe kho nội địa Nhật về.